Tinel Batibook Club 120, một sản phẩm kế nhiệm tiếp theo của dòng sản phẩm 110 trước đây. Và mình đã có một cái video về con 320 rồi, không thể thiếu một cái video unbox con 120 này. Hộp phụ kiện rất là nhiều giấy sạc và sạc chưa sử dụng. Chắc cũng không có gì khác đâu, bởi vì nó ký hiệu ngay đây rồi. Vì con này nặng quá nên là phải cho xuống đất mới mở tiếp các bạn ạ. Có một cái lớp vải bọc màu đen rất là đẹp. Con 320 thì không có cái đấy đâu. Yeah. Và cái việc mở hộp giữa con 320 và con 120 này thì mình thấy con này lại có một cái gì mình thích hơn, bởi vì có một cái phần vải bọc màu đen xung quanh rất là đẹp và huyền bí, nhìn cảm giác nó sang trọng hơn. Và cái phần xốp thì cũng bằng là cái xốp tái chế, nhìn rất là thân thiện. Và đây là sản phẩm 120 của chúng ta. Có một cái hay ho của con này đấy là nó có một cái phần quay sách trên này, khi mà chúng ta giơ lên nó lại có tiếng lạch cạch, nghe rất là hay, thú vị. Còn phía sau mặt loa, chúng ta thử xem có gì mới nhé. Ở đây chúng ta sẽ có các cổng là mic 1, mic 2, có cổng Daisy Chain, cổng gain 1, gain 2 và chỉnh volume, không khác gì với lại con 110 trước đây cả các bạn ạ. Nó cũng giống 310 và 320. Điều đặc biệt của những chiếc loa ra mắt của JBL năm nay đấy là cái chỗ này này. Chúng ta đã có thể thay được pin cho bạn 120 này. Và một chiếc loa lớn như này nhưng mà cái cục pin chỉ có bé tí thôi, mà nó đánh được cho cả một chiếc loa này với thời lượng pin lên tới 12 tiếng. Thực sự ở đây là cái công nghệ không biết làm pin của JBL như nào mà nó lại xịn được như vậy. Và khi nào mà cái pin này nó chai, các bạn có thể mua một chiếc pin JBL mới và thay vào, thế là xong, chứ không cần phải đi thay bằng những cái linh kiện mà không chính hãng ở ngoài nữa. Đây là một điều rất tuyệt vời của những cái dòng JBL năm nay. Và tất cả các vật liệu sản xuất của JBL năm 2024 đều là sản vật liệu tái chế, bảo vệ môi trường. Đấy là một cái yếu tố mình rất là khen ngợi cho hãng. Và Harman cũng vậy, đã ký những cái hiệp định về bảo vệ môi trường. Trong packaging của nó không có một chi tiết nào bằng nhựa, kể cả cái dây cuốn của nó. Đấy là một cái rất là hay và vì xã hội của nhà JBL. Phía dưới này thì vẫn là một cái phần bát hơi quen thuộc và một cái cổng sạc số 8, không gì khác cả. Phía trên mặt loa chúng ta sẽ thấy có một số cái khác biệt như sau. Điều đầu tiên là cái phần tay cầm mà như mình bảo lúc nãy, rất là nghệ và đẹp, rất là tiện nữa. Ví dụ như là khi các bạn cầm ở đây, chiếc loa sẽ bị nghiêng. Đấy, đây là bản 110 trước đây nhé. Còn bản 120 này, chúng ta giơ lên nó sẽ cân bằng hơn, bởi vì năm nay cái điểm giữa rồi. Điều tố đấy là điều tố rất là chỉnh chu của chiếc loa này. Và cũng giống con 320, tất cả các phím hiệu ứng ở đây đã thay đổi bằng những ký tự, nhìn nó sinh động hơn, nó trẻ trung hơn. Và mình cũng nghĩ là nó sẽ có màu thôi, giống như là bản 320. Và chính xác, nó vẫn có màu xanh, tím và vàng. Một chiếc loa nhìn nó mới mẻ và trẻ trung hơn hẳn, tuy là cái công năng của nó vẫn như cũ là những cái phím hiệu ứng. Còn các phím khác thì vẫn y nguyên, bass boost này. Có kết nối nhiều loa, đây là một cái khác biệt của cái dòng 120 này so với dòng 110. Các bạn nhìn thấy 110 không hề có. Và cái kết nối nhiều loa của 120 này nó đã kết nối bằng công nghệ Auracast, cái công nghệ mới của những cái dòng loa Bluetooth hiện đại mà sau này nó sẽ là tương lai sau này của loa Bluetooth các bạn ạ. Còn đây là phím Bluetooth, phím tất cả các hiệu ứng đèn và phím power play volume thì nó y hệt cái phiên bản 110 trước đây, chiều cao bằng nhau, trọng lượng mình thấy nó cũng ngang nhau, không khác gì lắm. Còn về mặt trước chiếc loa, chúng ta có thể nhìn thấy logo của JBL đã to hơn, không còn phải là một cái hình biểu tượng nhỏ trong một cái hình vuông như trước đây nữa. Thì cái thay đổi này nó đã thay đổi từ những cái mẫu loa nhỏ trên dòng JBL rồi, còn Batibook thì bây giờ nó mới thay đổi. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy ở hai mặt loa thì cái con 110 trước đây nó có hai cái phần cao su này để chúng ta có thể đặt ngang. Còn con 120 nó không có nữa. Có nghĩa là chúng ta chỉ nên đặt nó đứng thôi, chứ không đặt ngang là như trước đây. Có lẽ là cái nhu cầu đặt ngang là một nhu cầu không cần thiết lắm nên là hãng cũng bỏ đi. Và đây là một số cái khác biệt về mặt thiết kế giữa hai chiếc loa Batibook 120 và Batibook 110. Nhìn cái thiết kế thì chúng ta có thể thấy được một số cái công năng thay đổi, như là công nghệ kết nối đã nâng lên 5.3, trước đây là 5.1. Pin có thể thay thế nhưng cùng đều chơi 2 tiếng và cùng có chống nước IPX4, không có gì khác với những cái yếu tố đấy. Nhưng mà những cái yếu tố tiểu tiết thay đổi như cái quay cầm thay pin thực sự rất đáng giá so với con 120. Và điều đặc biệt là con 120 này giá nó cũng như con 110. Cái đấy mà là cái đáng giá nhất của cái dòng 120 này khi ra mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ thử sao test âm thanh
trên cái con 120 này xem như nào nhé. Và đây là một vài điểm qua của con Batibook Club 120 tại Thành Lâm Media. Chắc chắn là phải có thêm nhiều video nữa thì các bạn mới có thể thấy được là nó có những cái gì hay ho. Ví dụ như là test karaoke so sánh với bản 110 hay là thử test kết nối nhiều loa. Rất là nhiều chủ đề khác nhau mà sắp tới mình sẽ lên cho các bạn. Không biết chủ đề nào các bạn muốn lên sớm hơn, các bạn đừng ngần ngại comment ở dưới cái video này. Mình sẽ lên sớm cái video này cho các bạn nhé. Và xin chào các bạn. Đây là cái TikTok dành cho người yêu loa.